chương trình truyền hình Công giáo Radi Loan Tin Vui. Thông điệp nước trời đã thay đổi bộ mặt trái đất, và rồi niềm tin ơn cứu độ cùng sống trên khắp nhân gian đang trầm luôn. Thế gian nhận ra điểm tựa của con người trong đau khổ là bờ vai Đức Giêsu Con Thiên Chúa. Xin kính mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Bờ Vai Giêsu của Linh Mục Trần Tuấn qua tiếng hát của nam ca sĩ Huy Hoàng. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lễ phiền. Bờ vai Giêsu là chốn bình yên. Có bờ vai nào đủ rộng không em, để anh tựa những đêm đông lại? Có bờ vai nào đủ rộng không, để anh thổn thức khi thất vọng, để anh thỏa lòng những nỗi chờ mong? Có bờ vai nào đủ rộng không em, để anh gợi những giấc mộng lành? Có bờ vai nào thật dịu êm, để anh gợi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai? Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lụy phiền. Bờ vai Giêsu là chốn bình yên. Có bờ vai nào đủ rộng không em, để anh mượn suốt bao canh dài? Có bờ vai nào thật bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần, để anh một lần siết lấy bờ vai? Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hướng mang bao lụy phiền. Bờ vai Giêsu là chốn bình yên. Bờ vai Giêsu, bờ vai yêu thương,
bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoan trường, ai người lạc hương mang bao lễ phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Bờ vai Giê-xu, bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Hạnh phúc thay những kẻ sống khiêm cung tôn sợ Thiên Chúa, vì họ sẽ được hưởng an vui bên người bạn trăm năm. Phúc lộc Ngài ban tràn trên con cái cháu chắt, với ân sủng Ngài hứa ban cho những ai kính sợ Ngài. Xin mời quý vị thưởng thức qua tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Côn, Vịnh Ca 127. Cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, cung phúc tay người làm giá sẽ an lòng, bao nhiêu vận hạnh và phúc lộc dư tràn. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, mến yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương ban phúc thiên niên, an vui vô biên, và ngày sẽ sống sống trong tình yêu với thánh ân huyền diệu. Phúc lộc dư tràn đổ trên nhà người, phúc lộc mưa nguồn với bao hạnh phúc, con cái của người tựa nhỏ quý sinh trôi, như cây tuyệt vời hiền thế bạn vui cười. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, mến yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương ban phúc thiên niên, an vui vô biên, và ngày sẽ sống trong tình yêu với thánh ân huyền diệu. Đầy tay những ai tôn sợ kính yêu một Chúa, xin Chúa cho người được xem thấy mai ngày ra lên thiên đàng hiền lắm trong lâu đài. Thật là hạnh phúc
cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, nên yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương ban phúc thiên niên, an vui vô biên, và ngày sẽ sống, sống trong tình yêu với thánh ân huyền siêu. Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, công phúc tay người làm ra sẽ an lòng, bao nhiêu vận hạnh và phúc lộc dư tràn. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, mến yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương ban phúc thiên niên, an vui vô biên, và ngày sẽ sống, sống trong tình yêu với thánh ân huyền siêu. Là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, mến yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương ban phúc thiên niên, an vui vô biên, và ngày sẽ sống, sống trong tình. Nhạc phẩm vừa qua đã kết thúc chương trình phát hình của nhóm Ra Đi Loan Tin Vui. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới, cũng vào giờ này. Và cũng xin quý vị đón xem chương trình Ra Đi Loan Tin Vui chúng tôi đã phát hình và được đăng trên YouTube. Xin Thiên Chúa quan phòng, chúc lành cho quý vị cùng gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Xin kính chào.